Sau khi phải chia tay sân hàng đấy, câu lạc bộ thể công Việt Theo quyết định chọn sân vận động Quốc gia Mỹ Đình làm sân nhà, qua đó trở thành câu lạc bộ sở hữu sân vận động có sức chứa lớn nhất giải đấu. Nằm ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2002 đến 2003 với chi phí 53 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được cải tạo để tổ chức SEA Games 31. Sức chứa hiện tại của sân Mỹ Đình là 40.192 chỗ ngồi. Sân bóng lớn nhất tại Thai League 1 mùa này vẫn là Trang Arena của đương kim vô địch Buriram United. Đây cũng là một trong những sân vận động hàng đầu tại Thái Lan. Nằm ở huyện Mue Ang Buriram, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2010 và chính thức khánh thành vào tháng 6 năm 2011. Chi phí xây dựng Trang Arena là 17 triệu đô la Mỹ. Sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2013. Tên gọi hiện tại của Trang Arena là theo thỏa thuận tài trợ. Trong khi sức chứa của sân vận động này là 32.600 chỗ ngồi. Sân vận động Sultan Mizan Zainan Abidin nằm ở huyện Kuala Neres của bang Terengganu. Được xây dựng từ năm 2005 đến 2008 với kinh phí 270 triệu ringgit. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 2009, 2014 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 50.000 khán giả. Mặt sân Sultan Mizan Zainan Abidin sử dụng cỏ Bermuda. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Terengganu. Persija Jakarta sẽ sử dụng đồng thời hai sân vận động lớn nhất Indonesia làm sân nhà ở mùa giải này. Nằm tại Tanjung Priok, Jakarta, sân vận động quốc tế Jakarta được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2019 và chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với chi phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái che có thể thu vào lớn nhất ở châu Á hiện nay. Sức chứa của sân vận động quốc tế Jakarta là 82.000 chỗ ngồi. Sân nhà thứ hai của Persija Jakarta là Gelora Bung Karno, nằm ở trung Jakarta. Sân vận động chính Gelora Bung Karno được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 1960 và hoàn thành vào tháng 7 năm 1962. Từ năm 2016 đến 2018, sân vận động này được cải tạo với chi phí gần 770 tỷ rupiah. Sức chứa của Gelora Bung Karno là 77.193 chỗ ngồi. Hiện tại sân bóng khổng lồ này đang trong quá trình cải tạo thay thế mặt cỏ, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024.